Vâng, xin chào tất cả các bạn. Tôi là combo một ngón nhé các bạn nhé. Thì hôm qua thì mình có hướng dẫn cho các bạn là cách là quản lý các công cụ trong Photoshop 8 ấy. Thì đến hôm nay thì cùng bức ảnh này luôn. Thì có nghĩa là tôi sẽ chỉ cho các bạn cách thay trời, đúng không? Thay trời một cái rất là cao siêu đấy. Đấy, đối với những người không biết thôi. Nhưng mà đối với Photoshop 8 ấy thì thay trời nó cũng chỉ là một điều rất là bình thường. Đấy là các bạn chưa biết làm. Và sau tôi tin chắc một điều là sau khi xem xong clip này thì những ai có Photoshop ở trong trong máy tính thì có thể thay được trời hết nhé. Vâng. Để không mất thời gian dài dòng loanh quanh với các bạn nữa thì tôi bắt đầu vào công việc thay trời. Đầu tiên tôi sẽ mở cái bức ảnh, và cái bức ảnh đấy tôi đã mở sẵn ở shop rồi. Và bước tiếp theo ta nên làm gì? Đây, tôi sẽ làm, các bạn nhớ để ý kỹ những bước tôi làm nhé. Cái kênh Channel ấy. Đây, các bạn thấy kênh Channel nằm ở bên góc phải không? Tại sao tôi lại để những cái kênh Channel, kênh Layer và History ở bên góc này? Tại vì như thế là cho mình dễ kiểm soát, thì như bài hôm qua tôi đã bảo rồi đấy. Đấy, ở cái kênh Channel ấy thì ở cái phần kênh Blue này, các bạn thấy kênh Blue không? Chúng ta sẽ làm việc ở cái kênh Blue chỗ kênh Channel này. Mình sẽ nhân thêm một cái nữa gọi là Blue Copy nhá. Nhân bằng cách nào? Có nghĩa là mình giữ chuột trái nhá. Giữ chuột trái ở cái kênh Blue này này. Mình kéo xuống. Đấy, các bạn thấy có một cái tờ giấy trắng ở bên đây không? Mình kéo xuống. Đấy, thì nó sẽ có kênh Blue Copy cho mình. Thì mình khi mà mình làm việc ở kênh Blue Copy ấy, thì bức ảnh nó sẽ không không bị thay đổi. Còn nếu mà mình làm việc ở cái kênh Blue ấy thì sau khi mình xử lý ở đấy thì bức ảnh nó sẽ bị sai và nó sẽ không ra kết quả nhé. Thì mình phải làm việc ở kênh Blue Copy bằng cách nhân đấy, nhân kênh Blue Copy xong ta làm gì? Đấy, chúng ta làm cách bây giờ mình hướng dẫn này mình sẽ hoàn toàn dùng bằng phím, dùng bằng bằng tay hết nhé, không mình vừa dùng bằng tay và vừa nói các phím tắt cho mọi người dễ hiểu. Các bạn nói image vào cái dòng thứ hai này này. Bạn vào dòng thứ hai nhé. Đấy. Vào image vòng thứ hai. Và nhìn thấy cái chữ lever không? Đấy, rồi dòng thứ hai này. Đấy, chữ lever thì bên cạnh như mình đã bảo rồi, các cái phím tắt của nó ấy, thì nó luôn luôn nó nằm ở ở bên bên phải cái dòng chữ các cái công cụ của mình dùng ấy. Thế đấy, các bạn nhìn thấy phím tắt của nó là Ctrl L nhá. Ctrl L nhá. Đấy, thì bây giờ mình dùng bằng tay và sau đấy mình sẽ dùng phím tắt đấy, Ctrl L này. Đấy. Thì nó mình sẽ làm việc ở kênh cướp này. Tại sao mình lại dùng kênh cướp này? Tại vì khi muốn thay trời ấy, thì mình sẽ phải lấy vùng chọn của cái bầu trời này này. Lấy vùng chọn của nó làm gì? Lấy vùng chọn của nó để mình thay cái bầu trời vào nhá. Bằng cách mình xử lý bằng ở kênh cướp này. Mình kéo làm sao để bầu trời nó làm sao nó trắng nhất, nó sáng nhất có thể. Đấy. Mình kéo vừa phải thôi nhá, không được kéo nhiều quá, thì kéo nếu mà kéo nhiều quá thì là cái ngọn cây của mình đây nó sẽ bị mất. Sau khi mình cảm giác như này ok rồi, nó ok. Đấy. Những cái màu đen là những cái mình giữ lại, ví dụ như mái nhà là một này, ngọn cây, cỏ và nhà là mình sẽ giữ lại, nên là mình sẽ phải bôi đen. Bôi đen một cách nào? Có nghĩa là mình dùng bằng phím B, B có nghĩa là bút này, phím bút này này. Bớt tool này này nhá. Bớt tool là phím tắt của nó là B nhá mọi người nhá. Đấy, mình dùng cái đấy bấm. Và ở chế độ thì mình sẽ chọn chế độ normal này. Normal là mình bôi đè lên đấy. Và opacity này là mình để 100% nhá các bạn nhá. 100%. Và mình nháy chuột phải nhá. Các bạn nháy chuột phải qua một cái phần headline cái vòng ở dưới này. Ở đây là cái sự lan tỏa, có nghĩa là cái sự lan rộng ra ấy. Nếu mà càng nhỏ ấy, càng thấp như này thì sự lan rộng của nó càng lớn, và càng càng cao thì cái sự lan rộng của nó lại càng hẹp. Mình sẽ sử dụng cái sự lan rộng càng cao này này nhá. Có nghĩa là mình sử dụng lan rộng ít thôi để mình bôi những cái phần mà như kiểu mái nhà ấy,
thì nó sẽ lấy cái vùng tròn của nó sẽ sắc nét hơn, nó không bị bay mờ ấy. Đấy đấy, mình chấm một điểm ở đây và mình sẽ giữ shift, nó sẽ đi theo cái đường thẳng mà. Đấy thì cái điểm đấy nó sẽ đi theo đường thẳng. Tại sao mình lại bôi đen cái mái nhà? Như mình đã nói từ đầu rồi, có nghĩa là những cái phần cần, những cái mình cần giữ lại thì mình phải bôi đen nó hết. Tất cả những cái gì mà không thuộc về trời thì mình phải bôi đen nhá. Mọi người để ý nhá. Đấy, mình bôi đen rồi giữ shift. Đấy, nó sẽ đi theo một cái đường thẳng. Cố gắng là mái nhà này là nó có hình hình răng cưa đấy, nên mọi người phải để ý nhá. Đấy, đấy là mình bôi bê. Còn cái bầu trời làm sao? Mình sẽ làm cho nó trắng nhất có thể. Đấy, ở đây nó còn rất là đục nhá. Thì mọi người bằng phím cách bôi trắng ở đây là phím O nhá, Dock Tool này này. Là cái chế độ của mình, cái chế độ mình đặt là ở đây là mình để highlight nhá, để khoảng tầm 80% là vừa. 80% có nghĩa là mình đừng có để 100% thì nó sẽ sáng quá, nó sẽ lan vào cả cái ngọn ngọn cây ấy. Khi mà thay thay trời thì nó sẽ rất là xấu. Thì mình bôi từ trên xuống, mình sẽ bôi từ trên này này, mọi người để ý nhé. Đấy, mình bôi từ trên đấy nào, để làm sao cho nó không nó bớt bôi vào cây đi. Nó bôi vào cây thì nó sẽ bị làm mất cái ngọn cây ấy. Thì mình bôi dần dần vào trong này này đấy, mọi người thấy không, nó sẽ sáng. Còn cái khoảng này nó vì nó còn liên quan đến ngọn cây ấy thì mình sẽ không bôi o nữa. Giờ thì đây mình bôi thì nó sẽ bị ăn 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 mất ngọn cây nhá, mình không bôi o nữa. Mình sẽ lấy vùng chọn cái vùng này bằng cái phím C, vùng chọn này đấy, phím C mình khoanh cái chỗ này và mình cũng vào cái thanh công cụ thứ hai này nhá, image này, vào cái thứ hai này cũng chọn lever này, cũng chọn lever nhá, có chữ L nhá, mọi người để ý nhá. Mình sẽ kéo cái phần highlight này này đấy, kéo phần highlight đấy đấy, kéo đến tầm này là ok rồi. Mọi người cứ chủ động kéo, đối với những bức ảnh khác nhau thì mình sẽ kéo khác nhau, chứ mình không không phải bức ảnh nào mình cũng kéo giống nhau cả. Nên mọi người để ý làm sao mà khi mà nó không nó ăn vào ngọn cây cái là mình phải dừng lại ngay nhá. Đấy, sau khi mình lấy được cái bầu trời nó trắng rồi ấy, thì còn các phần lại còn lại này mình sẽ bôi đen. Bôi đen một cách nào? Ở đây thì mình cũng chỉ luôn cái mẹo để mọi người có dùng rất là nhanh. Ở đây mình sẽ dùng cái bàn tay này, bớt tool này này, là phím tắt của nó là mình đặt M thôi, chứ thực ra nó cũng là phím 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 O ấy. Thì muốn chuyển đổi thì mình shift O, nhưng mà mình không muốn như shift nữa thì mình là phím tắt M nhá. Đây mình sẽ là để phần shadow nhá mọi người nhá, và để khoảng tầm 9%. Ok, thì mình sẽ bôi bôi phần mái nhà này. Mình bôi này không sợ nó ra đấy, mọi người thấy không, khi mình bôi như này thì nó sẽ không ra, không lan lên trời. Tại vì sao nó làm mình như thế, trong khi là mình không lấy vùng chọn, mình không lấy vùng chọn lại đúng không? Mình tại vì là mình chọn cái phần shadow này này, có nghĩa là nó chỉ tác động lên những cái gọi là vùng 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 tối thôi. Đấy, theo mọi người thấy không? Mình bôi như này. Đấy, thì nó sẽ lấy được cái phần mái nhà rồi, mọi người nhìn thấy không? Đấy, mình bôi như này. Mình bôi như này là để ngăn ngăn cách giữa phần trời và phần phần nhà làm sao nó rõ ràng nhất. Đấy, còn đấy, khi mà mình bôi như này rồi, mình cũng đừng lạm dụng quá, mình bôi đi bôi lại thì nó sẽ lem ra, nó sẽ ăn dần ra ngoài trời sẽ rất xấu. Mình bôi một cái vừa phải thôi. Nói chung là khi mọi người đã làm quen rồi ấy, thì mọi người sẽ biết bôi như thế nào là đủ. Còn nếu mà mới thì mọi người cứ bôi cứ thử đi, không 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 sao hết. Sau khi mình bôi như thế này rồi thì mình sẽ dùng B này, đấy. B đấy, đây. Bút tool này nhá. B mình cho to ra, cho to ngoài bút ra bằng cách nào? Có rất nhiều cách để cho to đấy. Nếu các bạn mới mới tập làm ấy, thì các bạn nhấn chuột phải đấy đúng không, và kéo cái phần size này, file size càng lớn thì là cái bút nó sẽ càng to đấy, theo cái size càng lớn thì cái bút càng to, cái size càng bé này. Nhưng mà khi mà mình nhấn chuột phải mình kéo 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 size như thế thì rất là mất thời gian và rất là không ước chừng được là cái bút của mình đã vừa đủ to chưa đúng không, nên là mất mất thời gian. Mình cũng không muốn cho mọi người mất thời gian thêm nữa, thì mình sẽ chỉ cho các bạn một cách mà không phải bạn nào cũng biết. Đấy, đấy là mình dùng nhá. Có thể dùng bằng bàn phím, có nghĩa là cái nút bên trên dấu gạch ấy. Đấy, cái nút, nó cũng làm to làm nhỏ. Mình có thể bấm vào nút gạch đấy, khi nào to nó vừa phải thôi. Cái gạch chéo mà bên dưới trên bàn phím là cái nút mà bên dưới dấu cộng ấy và dấu trừ ấy, gần chữ P phở ấy. Đấy thì mình có thể bấm to nhỏ ở đấy, nhưng mà cái này nó cũng không tiện.
đấy, có một cách nữa là mình giữ Alt nhé và chuột phải, mình cứ cứ giữ Alt và giữ chuột phải, zoom sang bên trái thì là nó nhỏ, mà zoom sang bên phải là nó to nhá mọi người nhá. Zoom lên, kéo lên trên thì là cái độ phaser của nó bé, có nghĩa là độ lan tỏa của nó rất lớn, còn kéo xuống dưới thì cái độ phaser nó to lên này, đấy. Nó to lên là cái độ lan tỏa nó rất to, đấy, thấy mọi người rất tiện không? Mình trong Windows thì là mình giữ Alt và chuột phải nhá mọi người nhá. Cứ kéo sang bên 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 trái thì là nó bé lại, mà kéo sang bên phải nó to lên. Mọi người mới đầu làm rất là ngượng tay nhưng mà tập dần thì nó sẽ quen, mà đây là cách là rất hiệu quả luôn đấy. Mình rất ước chừng được là ngòi bút của mình đấy, thấy nhìn thấy không, như nào là đủ đấy đúng không? Mình để nhớ phải để cái này 100% để mình bôi bôi đen hoàn toàn luôn nhé. Còn nếu mà bọn mọi người để ít hơn là nó sẽ bôi bôi ít hơn đấy. Đấy, cái này cần bôi hết này, bôi to này đúng không? Đấy, kéo nhỏ, bôi nhỏ, thấy chưa? Rất là nhanh. Đấy, coi như là mình gần lấy hoàn toàn. Đấy, thấy chưa? Mình lấy gần xong rồi, còn cái đây. Có nghĩa là cái này là mình khó hình dung đúng không? Khi mà mình gặp những cái như này, cái cột cột đèn này, hay là cột thông gió hay là cột ống khói gì đấy đúng không, như này thì mình rất khó hình dung nó, bằng cách mình bấm cái dấu ngã ấy, dấu ngã ở gần số 1 đấy, mọi người bấm vào đây cái thì nó sẽ chuyển sang màu đỏ. Khi mà chuyển sang màu đỏ này thì mình nhìn các cái đồ vật nó, các cái đồ này nó rất dễ đấy. Thì mình phải zoom bé vào, thấy không, mình zoom bé, mình bôi đúng không? Đấy, mình bôi làm sao cho nó đúng cái ống khói là được. Tại vì mình cần phải giữ lại cái này mà. Còn nếu mình không bôi thì nó sẽ lan vào cái đấy. Rồi, ok, xong mình bật lại, mình sẽ xem. Đấy. Đây là khoảng tầm 80% là mình lấy được vùng chọn. Đấy, vùng chọn giữa trời và nhà và lá cây, có nghĩa là những cái phần bôi đen là mình những cái phần giữ lại. Còn những cái phần mà để trắng là phần thay đi đấy. Sau khi mình đã lấy được mình chọn như này rồi đúng không, thì ở kênh Channel này mọi người nhớ ở cái blue copy này nhá, mọi người kích vào cái ngoài cùng, cái vòng xoáy ngoài cùng ấy ở bên dưới đấy, mọi người thấy thấy mình chỉ chuột ở đây không, đây mình kích vào đấy một cái nhá để nó lấy vùng chọn, thấy chưa? Khi mình kích một cái thì vùng chọn nó tự khắc nó hiện lên ở đây rồi, và mình sẽ giữ chuột trái, mình kéo kéo cái kênh blue copy này vào thùng rác ở cái góc ngoài cùng ở bên dưới này nhá, kéo vào thùng rác này đấy, thấy chưa? Có nghĩa là bức ảnh của mình vẫn nguyên vẹn và mình đã lấy được vùng chọn trời. Ok, sau khi mình lấy được vùng chọn trời rồi là việc tiếp theo của mình là gì, có nghĩa là mình phải lấy trời vào thôi. Mình lấy trời mình dán vào đây bằng cách nào, mình mở thư mục ra mình lấy trời nhá, open này, mình mở trời, mình để đâu nhỉ, trời mình để ngoài desktop nhá. Đấy, top hiện lên đây, đây có cái chơi nhá, mình sẽ mở mở cái chơi này vào, open đấy, mình sẽ Ctrl A. Ctrl A là gì? Ctrl A là mình lấy vùng chọn tất tất cả các cái cả bức ảnh này. Ctrl A xong mình Ctrl C, giống như kiểu là ở bên Word Excel ấy, có nghĩa là mình dùng Ctrl C là gì, là để copy, không thì mình vào file này, đấy file đấy, Ctrl C ở phần copy đúng không? Copy. Sau khi mình copy trời rồi thì mình lại chuyển chuyển qua cái ảnh. Đấy, nhiều bạn biết là có thể thắc mắc là tại sao mình ở đây mình không thấy cái file khác nữa không? Nó thì bằng cách là mình bấm F này, F nhá. F đấy để chuyển đổi. Thì bức ảnh trời của nó sẽ nằm bên này, đấy đúng không? Hoặc còn một cách khác là mình giữ nút Ctrl Tab nhá mọi người nhá. Mọi người giữ nút Ctrl Tab này thì nó sẽ chuyển đổi giữa ảnh này và ảnh khác. Nếu mà quá rồi thì mình giữ Ctrl Shift Tab thì nó lại quay lại nhá. Đấy, mình giữ Ctrl Shift Tab thì nó sẽ quay lại, còn không là chuyển đổi giữa ảnh này và ảnh khác thì mình giữ Ctrl Tab này, đấy không? Sau khi mình copy trời rồi thì mình sẽ quay lại cái ảnh mà mình cần phải thay trời đúng không? Bằng cách gì? Mình đã copy rồi xong, mình sẽ vào Edit nhá mọi người nhá. Xong rồi vào base
biết cái kênh gì này, sau đấy mình dùng là paste info này nhá, hoặc phím tắt là control shift v nhá. Đấy, paste info là gì đấy, thấy không mọi người, thấy không? Như này là mình đã thay thay cái bầu trời rồi, có nghĩa là bầu trời nó chỉ nằm sau nhà thôi, nó không ăn vào bất cứ gì cả. Nhưng như này chưa xong, có nghĩa là bầu trời khi mà mình đã thay xong vào đây rồi nhá, thì mình phải co kéo trời làm sao cho nó phù hợp với ngoại cảnh, phù hợp với bầu trời, với nhà nhá. Bằng cách nào? Bằng cách Ctrl T này, Ctrl T là mình lấy vùng tròn là để mình gióng đấy. Đấy. Và mình vào đây. Đây, transform này. Đây. Free transform này nhá, free transform này. Đấy, đấy là Ctrl T đấy. Khi mà Ctrl T rồi thì mình co kéo bốn góc này, đấy, thấy không? Các bạn thấy không? Mình có thể kéo từ góc này hoặc là góc kia, góc này, đấy, kéo trời làm sao để cho nó phủ kín hết cả bầu trời, nó không bị lỗi ở ảnh, và một điều quan trọng nhất là để cho nó tự nhiên nhất có thể. Đấy. Đấy. Mọi người thấy không? Khi mình muốn kiểm tra lại xem mình có bị lỗi gì không, bằng cách nào? Đấy, là bằng cách mình tắt cái mắt ở lớp layer này này. Các bạn để ý bên cái phần layer này nhá, mình có cái mắt này này. Khi mình bờ để cái mắt này, có nghĩa là nó sẽ hiện trời lên. Còn nếu không, mình tắt đi thì nó sẽ là trời gốc. Cái gốc và cái là mình tắt bật đấy, mọi người thấy không? Tắt bật đấy là mình đã nhìn thấy lỗi rồi, mọi người để ý này. Nếu mà mình không tắt bật là mình sẽ không nhìn thấy lỗi, mọi người để ý ở phần này nhá. Mình tắt bật này. Đấy, có nghĩa là cái phần này là phần cây ở cái trời trời cái trời nó là ăn lên đây. Đây là lỗi nhá. Thì bằng cách nào mình sửa cái này? Lại mình lại bấm Ctrl T tiếp, đúng không? Mình kéo xuống. Đấy, kéo xuống đấy thôi, mọi người để ý bên phải không đấy, mình khi mình kéo xuống này thì cái phần cây này của nó mất rồi, ở đây là phần trời. Ok đấy, mọi người nhìn thấy không, trời rất là đẹp đúng không, trời ok luôn, quá là đẹp luôn, từ một cái bầu trời rất là xấu xí không có một tí màu sắc nào đúng không, vào tay tôi đúng không, và sau này tôi tin chắc một điều là vào tay các bạn có thể làm cho bầu trời của mình cực kỳ đẹp, cực kỳ lung linh luôn, không những đẹp và lung linh, và sau này có thể các bạn áp dụng không tay chơi mà tách tóc tách nền cũng thế, nó có rất là nhiều cách mà cách này có thể áp dụng được nhá mọi người nhá. Đấy, sau khi mình thay bộ bầu trời này đấy, mình thấy rất là tự hào luôn, mình bảo mình không phải tôn ngộ không đúng không, mình không có tài năng phép biến hóa gì, nhưng mà tôi có thể biến được một bầu trời xám xịt đấy thành một bầu trời xanh rất là đẹp, và tôi tin chắc các bạn cũng sẽ làm được sau khi xem clip này. Cảm ơn các bạn rất nhiều, và nếu mà clip thực sự mang lại cho các bạn một cái kinh nghiệm thì các bạn có thể cho tôi một like và có thể là subscribe kênh, và để sau này tôi có thể ra được nhiều các clip để giúp các bạn hoàn thiện hơn và cũng giúp tôi hoàn thiện hơn. Cảm ơn các bạn. À mà vẫn chưa xong đâu, xin lỗi nhá. Sau khi mình thay trời như thế này rồi, còn cái nữa tí quên, để mình muốn lưu cái sản phẩm này ra đúng không, mình làm xong mà mình không lưu là chết rồi. Muốn lưu sản phẩm này ra bằng cách nào? Có nghĩa là mình sẽ phải gộp hai cái lớp này thành một lớp, đúng không? Gộp hai cái lớp này bằng cách nào? Mình hay dùng nhất đấy là phím Ctrl E nha mọi người nhé. Đấy là nó sẽ tự động nó gộp hai lớp ấy vào thành một, là thành lớp background luôn. Lúc đấy mình sẽ lưu ra được file JPEG. Ok. Hoặc mình để như này, mình Ctrl Shift S, đấy, đúng không? Mình lưu như này. Xong rồi mình chọn file spec, cái này chắc mọi người đều biết đúng không, cái chỗ mình cần lưu đây, mình sẽ lưu ngoài desktop nha mọi người nha, desktop đấy, và đằng sau này mình làm cái chữ đăng nữa cũng ok đúng không đấy. Thêm cái chữ đăng nữa, đăng đấy, file spec nha. Ok đấy, sau khi mình đã lưu xong, mình sẽ kiểm tra thành quả của mình đấy, mọi người cùng kiểm tra thành quả của mình nhé. Đây, ảnh này là ảnh gốc và ảnh này là ảnh làm kêu đấy, ảnh đây là ảnh mình làm nhá mọi người nhá, và ảnh này sẽ là ảnh gốc đâu nhỉ, khách sạn đấy mọi người, đâu ảnh làm ảnh gốc đấy. Và tôi tin chắc một điều là sau khi các bạn xem xong clip này, các bạn cũng sẽ làm được như tôi. Vâng, chúc các bạn sẽ làm được còn đẹp hơn tôi nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều, và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi từ nay.